Hello Paul, con nghe cô nói không? Tap play to start learning. Hello Paul. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Now, nice to meet you too. Nice to meet you too. Con nói rõ lên cho cô nghe xem. Con có một cái này nè. Con xếp vào bông hoa. Con cắt hả? Con cắt hay là con xếp thôi? Con cắt hả? Không, con xếp. Đây. Cô thấy rồi. Con xếp hay quá vậy. Ai bài con làm? Con tự. Con tự làm luôn hả? Giỏi vậy. Con mới cắt tóc hả? Phải không? Cắt tóc hả? Con cắt tóc làm thành cái kia lại. Con cắt tóc làm sao? Cắt tóc vào chứa, cắt tóc cho con. Okay. I see it. Rồi bây giờ mình học nha. Dạ học bằng anh hai nha. Học đúng giờ bằng anh hai nha. Ok. Đúng giờ. Cô biết rồi. Okay. Làm phần cho kem nè. Kem. Now, okay. Let's see with this one. Common animals. Now we learn about animals. Do you know animal? Animal? Có animal là gì không? Animal. Là gì? Là thú. Cat. Monkey. Let me see. Duck. Chicken is a animal. Okay. Now let's see. Fish. Now, Paul, fish. Nào, cô đọc cho cô nghe xem nào. Fish. Okay. And next, now let's see the fish. Fish. Okay. Here. Fish. Many fish. What color are the fish? Cá màu gì vậy con? Now, what color are the fish? Cá màu. It's yellow. Okay. Con để cái đó qua một bên đi, tí nữa mình học xong rồi mình chơi tiếp nha. Chứ con vừa học vừa chơi là mình không có tập trung được đâu. Con xếp lại hả? Con muốn xếp lại hả? Dạ, con xếp lại. Okay. Rồi con để qua một bên rồi tí nữa mình chơi tiếp. Nó con chưa xếp lại. À, xếp lại. Okay. Fish. Now, fish. Con đọc theo cô nào. Fish. Fish. A lot of people keep fish as pets. Okay. Do you? Nhà con có cá. Nhà con có cá. Good. Nhà con có cá. Lots of people keep fish as pet. Nhà con có cá.
Mẹ chưa bỏ cá vô bể. Chưa bỏ ở đâu? Chứ con cá bỏ ở đâu? Con cá nó bỏ trong chậu có nước. Bỏ trong chậu có nước chứ chưa có bỏ vô bể hả? Ok. Nào, next. Ủa, cá nhà con màu gì? Màu trắng. Màu trắng. Con cá màu trắng bự. Rồi con cá. Con cá màu gì nữa? Hết rồi hả? Chưa, hai con gừng. Okay. Bird. 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 Now, con đọc lại một lần nữa nào. Bird. Birds can fly up in the sky. Now, bird can fly up in the sky. Okay. Yes, very good. Now, birds can fly up. Con nó có thể bay lên trời đó. Bird can fly up in the sky. Yes, it has wings. Okay, dog. Now, dog. Again, now. Con ghét chó lắm. Con ghét chó. Tại sao vậy? Tại vì chó. Nó sủa tại... hả? Nó làm con sợ hả? Đúng rồi. Con chỉ thích mèo thôi. Mèo con mèo mẹ thôi. Có nhiều con chó nhỏ nhỏ cũng dễ thương, với con chó bự cô cũng sợ, cô sợ nó lắm. Okay. Dog. Now, dog. Dog. Đọc đi con. Dog. Okay. Dogs have a good sense of smell. Okay, dog has a good sense of smell. Nó có thể ngửi. Nó đang ở sân bay hả? Yes, we at the airport. You can see airplane here. Con nhìn thấy chiếc máy bay phải không? It's a big airplane. Okay. Con nói gì? Nè. Okay. I see. Yeah. Yes, I see it. Now next. Cat. Cat. Con thích mèo. Okay. Con thích mèo thì mình sẽ nói sao? I like cat. I don't like dog. Nào, con không thích con chó. I don't like dog. Okay. Cat. Now cat. Con mong muốn được nhà con có mèo à. Không nào lắm. Nhưng mà bây giờ nhà con thì mẹ mới mua được chứ. Nhà con chưa có mẹ có chó gì hết á. Vậy hả? Khi nào nói mẹ mua cho hai anh em một con mèo nha. Dạ anh thích chó, mua cho hai chó. Mua mèo con mẹ nó đi. Các con chó mẹ. Trời ơi, hai anh em nuôi con chó với con mèo nó cắn nhau sao? Cắn nhau thì con ngủ vô phòng con, con đóng cửa lại cho mèo coi TV. Con có thấy thì cho chó coi TV ngoài. Con cho mèo coi TV trong phòng này. Okay. Do you know that cats like to eat fish? Now, do you like cat like to eat fish? Có biết con cá ăn cá không? Nó làm như này là nó thích ăn như này. Yes. It's so yummy. Like cat like fish. Okay. Now fish. Now read it. Fish. Now fish. Bird. Dog. Cat. Okay, you have one score. Okay, put it here. And next,
to the next sight word. Now, which one you choose? Con chọn cái tivi màu nào nào? Which one you choose? Màu này, màu vàng hay màu gì? Orange. It's orange. Orange. Okay. Choose orange, pink or green. Màu đỏ. Yes, pink. Đỏ. Pink. Màu đỏ hay là màu hồng? Cái này màu đỏ hay màu hồng? Màu đỏ. Okay, choose this one. And what happened here? Oh, let's see. I. Now, I. Con đọc đi. I. Okay. Now, which one you choose? You choose for pink or red? Cái này. Con chọn apple. Purple. Yes. Purple. Yes, purple. On. Now, con có chữ on. Now which one you choose for the next? Không giờ lần này con chọn cái này nè. Okay, con chọn cái nào? Con viết là con chọn nè. Con viết là con yes, chọn. Yes, okay, good. Now let's see. Oh, let's see. So. So. No, so. So, okay. I. On. Con so. Now I. Be. On. So me. And. Oh. And. Okay. You got one more star. You have two now. Okay. Body parts. Body parts. Chắc con học nhiều bạn hơn hai nhá. Yes. Mouth. Mouth. Now mouth. Mouth. Okay. Mouth. 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 Yes. Good. Mouth. Where is your mouth? Where is your mouth? Oh, where is your mouth? Con chỉ con đâu? Cô hãy mẹ ra đi. Xem mẹ cô có cái gì? Anh ra okay. Trong miệng con có cái gì? Is my teeth. Nó có cái răng hả? Okay. Now, where's your mouth? Now, cô đâu có nhìn thấy miệng con đâu. Con ngồi xịt qua, cô mới thấy miệng con được. Okay, good. Đúng rồi, very good. Okay. Next, nose. Now, nose. Nose. Đất chỉ cô nose. Yes. Nose, yeah, good. It's nose. Okay, and next, let's see. Nose. We use our noses to smell. We use our noses to smell. Mình dùng cái mũi của mình để làm gì hẹp không? Mình làm cái gì? Mình dùng cái mũi để làm gì? Mình sẽ làm gì? Mũi tay. Mình dùng cái đúng rồi, để mình ngửi, đúng rồi, mình ngửi coi có mùi. Mùi thơm không đó. Okay. Eye. Now eye. Okay. Eye. Mắt thì con sổ. Yes. Eye. What's your eye? I see one eye. I see your one eye. I want to see two your eyes. I see two eyes. I see two eyes. Yes, very good. I see two eyes. Okay. Sao người hồi nãy chỉ có một mắt vậy? Tại vì chỉ có một bên con mắt thôi. Okay. Đó, con phải ngồi giữa, cô mới thấy hai mắt đó. Ý là như này. Ý là bị chặt bên này rồi đúng không? Đúng rồi. Okay. Can you see my eyes? Now can you see my eyes? Now, how can you see my eyes? Đây là eye. Yes, eye. Good. His eyes. Okay. Hair. Now hair. I see your hair. Short hair. Okay, here. Hair, yes, it's hair. Hair. Okay. Hair. Do you shampoo your hair every day? Do you shampoo your hair every day? Con có gội đầu mỗi ngày không?
Do you shampoo your hair every day? Yes or no? Yes. Yes. Con có gội đầu mỗi ngày không? Yes or no? Yes, I think yes. Okay, to the next, you have mouth. Nào con đọc mouth. Nose. Nose. Eye. Hair. Okay, you get one more star. You have 3 stars now. Okay, very good. Now, which one you choose? Which frog you choose, Paul? Yes. See? Ed. The ed. This way. Oh no, again this. Next. Add. Con có chữ add là con cộng thêm vào đó. Add. Now which one you choose, Paul? Con chọn cái TV màu nào nào? The TV you choose. Con không chọn TV màu nào đâu. Vậy cô chọn nha. Cô chọn màu green. Okay. Let's see. X. Sango post. Now X. Okay. Now next. Con đang làm gì rồi? Con bỏ bông hoa xuống đi, sắp xong rồi nè. Now X. Nhắc con chưa? Con sẽ lại chỗ cũ. Nào mình xem cái X là cái gì nè. X là cái gì đấy? X là cái gì đấy? Oh. Cái này là làm để làm gì? Cái này con có biết không? X. Để chặt gỗ. Để chặt củi chứ. Để chặt gỗ. Cái đó gọi là gì? Cái này gọi là gì Paul? Con biết không? Để chặt. Gọi là cái búa đó. X. Cũng chặt cô được mà. Cái gì trời ơi, sao chặt cô? Xin lấy cái búa chặt cô. Không thấy được mà. Okay. Now next. Now I choose the green frog. Okay. Let's see what here. What is it? Ant. Ant. Con bỏ vỡ xuống đi. Con lấy vỡ làm gì vậy? Ant. Để con. Okay. Ant. Mình có con kiến đó. Do you scare of ants? Con có nhìn thấy con kiến bao giờ chưa? Con có nhìn thấy con kiến không? Để xem con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy chưa? Chắc là thấy rồi mà quên đúng không? Con xem bên nhà có con kiến không? Đó con. Ở nhà con có con kiến. Ant. Con sẽ đọc là ant. Nó cắn đó, có khi nó cắn con đó. Không sao, con mạnh lắm, nó sợ con lắm á. À vậy hả? Con tớn hơn nó nhỏ. Ok. Được không? Cô. Con có bắt cô chưa? Ant. Giả bộ. Giả bộ thôi hả? Trời ơi, đi lừa cô nữa chứ. Ant. Nào con đọc đi, ant. Ant. Okay. Now, next. Word start and with A. Ant. Ant. Apple. Angry. Oh, apple.
Four stars now. Oh, con bắt con thấy được con chiến chưa? Yes. Choose the picture that goes with the word. Oh my god. It's a big ant. Rồi bỏ xuống đi nào, được chưa? Nào con sẽ có cái này lại nè. Đó, sao cô không tua lại được rồi? What's that? Cô không có chỉnh lại được đâu. Rồi bây giờ hai cái hình này con chọn cái nào? Mouth. Mouth là cái hình bên nào? This one or this one? Con chọn đi, con đánh dấu vào đi. Cái này với cái này. Mouth. Mouth là cái nào? Con chọn hình bên nào? Mouth. Mouth. Con nhớ không? Nãy giờ học có nhớ không? Để. Nó. Hay. Hay. Ok. Ok. Nào, con học đi nào. Cái hình nào? Mouth. Con chọn cái nào nào? Nào. This one or this one? One is number one. You have here number one and number two. Con nắp con láo hả? Con nắp con láo hả? Đúng không? Con nắp con láo hả? Con nắp con láo hả? Đâu có đâu. Nói con gì? Nói con gì đâu? À, con nói xạo đúng không? Con nói xạo đó. Con nghe cô nói hả? Cô nói là con nói xạo. À, phải không? Bây giờ con chọn hình nào con nói cho cô nghe xem. Mouth. Mouth là con chọn hình bên nào nào? Mouth. Mouth là cái nào ta? Con đánh dấu xem. Làm sao? Sao Paul? À con chọn hình này hả? Hình bên này hả? This one, mouth. That is right. Yes. Mouth. Mouth. Choose the picture that goes with the word. Cái mặt cô sang gương mặt con vậy? Hả? Sao con để đến gần hả? Okay, now nose, nose bow, nose, which one is nose? Bow, con làm gì vậy? Không có nhìn thấy. Nào, cái hình nào là nose nào? Con chọn cho cô xem, nose. Nose? Con chọn một hình thôi. Con chỉ chọn một hình thôi. Which one is nose? Hôm sau mình học tiếp chỗ này ha. Để bây giờ cô sẽ chỉ cho con. Hạ bằng hay. Hạ bằng chưa? Rồi sắp bằng rồi. Bây giờ hết sắp phải hết này nữa là bằng. Hôm sau cô sẽ dạy con cái chỗ này. Ok. Nha. Hạ bằng chưa? Chưa, sắp bằng thôi. Nào. Bằng giờ chưa? Cô bày cho con hát bài hát này nha. Nha. Cái gì? Hát bài hát đó là bằng mầm. Hát bài hát đó là bằng mầm. Yes, yes. Now, head. Head. Shoulder. Con có shoulder là cái vai nè. Hand. Shoulder. Knee. Knee. Knee là cái đầu gối con. Knee. Knee. Cái đầu gối. Hand. Shoulder. Knee. Shoulder. Shoulder. Con thấy được nào. Hand, shoulder. And toes. Toe là cái ngón chân á. Hand, shoulder. Shoulder, shoulder. Knee. Knee. And knee. Knees là con có cái ngón chân của con. À cái đầu gối á là knee. Con sẽ chạm nha. Nào. Shoulder, knee, and toe. Knee, and toe. Hand,
So does Santo. Santo. And I am here and my and no. Now bây giờ con wear hat. Now hat. Con sẽ có nè hat. Con đừng có vẽ nữa. Mình học đi nào. Hat. Hat. Soda. Soda. Nào. Soda. Mouth. 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 Mouth, not nose. Mouth. Mouth là cái miệng á. Mouth. Mouth. Để con muốn chê. Con muốn chê cho mũi con. Nose. Nose and eye. Head. Shoulder. Mouth. Nose. Eye. Cô nhìn con nhóc. Oh my god. Nhìn con nhóc. Lion. Nhìn giống con heo. Nhìn con nhóc. Look like a kid. Đúng rồi. Cô nhìn con nhóc con heo. Giống. Giống không? Giống. Con heo. Cười hay vậy? Con heo mắc cười không? Quá mắc cười luôn á. Cô làm vậy là cái mũi mình nó xấu luôn đó. Cơ như này thì sao nha? Cơ đó giống gì vậy? Như này rất cười. Monster, are you a monster? Oh, I'm scared. Okay, now. Po, 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 po. Con có cái này là gì? Mouth. Now, mouth. Mouth. Nose. Eyes. Now, mouth. Con đọc theo cô đi nào. Mouth. Yeah, quá đúng rồi. Nose. Nose. Yeah. Nose. And eye. Now eye. Eye. Okay. Now mouth. Bây giờ cô chỉ nha. Bây giờ cô nói rồi xong cô chỉ theo ở trên mặt con nha. Coi thử có đúng không? Nose. Nose. No. Nose. Where's your nose? No. Không rồi. No. Nose. Now, nose. No, ati. Con đọc theo cô đi nào. Nose. Nose. No. Mouth. No. Mouth. Eye. Mouth. Eye. Mouth. Nose. Eye. Eye. Nose. Mouth. Eye. Câu tối về con ba con đố anh Simon thử anh Simon biết không nào. After you. Nose, mouth, eye. Anh Subel hả? Không có đố anh Simon hả? Nào. Eye. Con anh Subel ở nhà con, anh Simon ở nhà khác. Oh, anh Simon ở nhà con. Ờ. Ở nhà khác. Vậy hả? Ok, nào con sẽ có gì? Nose, con nhớ không? Nào, nose. Eye. Cô bị lừa. Con nói anh Simon là ở nhà khác. Tại anh Simon ở nhà con, cô bị lừa nha. Oh my god. Ok. Now, we stop here and see you next time. Ok. Bạn bằng anh hay chưa? Hơn anh Simon rồi đó. Hơn á? Hơn giờ anh Simon luôn rồi. Ok. Now bye bye Paul. See you next time. Bye bye. Ok. Bye bye. See you next time. Bye bye. Bye bye con. Bye bye con. Okay. Bye bye.